thì bán ở đâu hả em? Nói chung ấy là anh không phải là anh không ngại cái vấn đề mà ra ngoài anh mở shop, nhưng anh không thích, tại vì ngôi nhà này anh ở ấy lộc lắm, thế cho nên là kể cả bé đó anh vẫn thích bán ở nhà anh không thích đi đâu à. Bị mẹ mua anh viên. Bây giờ nhá, các con vợ nhá, ví dụ đây là đầu tu anh em mình đúng không, đầu giá anh em mình nhá, bắn một viên ở đoạn này có thịt ở này, bắn một viên lục giác thì to quá, lục giác nó hơi nguy hiểm, sợ các chị em đi mẹ đang đánh các chị em ỉa, ỉa hết ra giường ấy, đái còn đỡ nhưng mà ỉa ra giường lại thành dở luôn đấy. Cho nên là bây giờ không đánh sáu cạnh, bây giờ chỉ đánh viên tròn tròn bây giờ chỉ đánh viên tròn sáu cạnh thôi, tròn mà to to như như hạt cam ấy, đánh chết nhá, không được làm bi chạy đâu, không được làm bi chạy đâu, phải làm bi chết, chết đúng một cái chỗ đỉnh này thôi. Đánh như các chị em đi mạ mày ỉa giường luôn. Không em ơi, gắn bi nhìn không sợ em ạ, nhìn nó như như kiểu như, như nó nhìn nó như kiểu giái mình nó bị nhọt đấy, nó có cái nhọt ở ở trên đầu tu thôi chứ không không phải là bấm khuyên các thứ đâu, như kiểu không phải như mấy cái ảnh trên mạng đâu, đi mẹ mấy cái ảnh trên mạng đánh chết con nhà người ta cũng điên à. Ông lù bà lù quá, nó chỉ nhỏ nhỏ như hạt cam trên này thôi, nhìn nó kiểu yêu yêu xinh xinh nhưng nó như cục mụn ấy. Tăng cân thì 499 em ơi, free ship nhá. Đánh ỉa ra giường ngay. Đánh đùa đâu, đánh đánh đã bảo đánh để hiểu con người mà lại. Hân bảo Nguyễn địt mẹ con này lích ảo rồi. Anh Long em của thằng bạn này cút mẹ em đi. Bạn mà bố mày bạn. À làm cho mũi à quên nhỉ. Lại thêm một thằng Hồ Đại Dương này, địt mẹ thằng Hồ Đại Dương luôn. Khuyên cái địt mẹ nhà mày. Khuyên này. Trần Ngọc Long này tước con mẹ em luôn. Cứ anh ơi em có thằng bạn này hay là chú ơi cháu có thằng bạn này phát là bố mày cho mày bay luôn. Đéo mà thèm nói chuyện kể cả là quý. Nói một lần thôi, nói mấy lần rồi đéo nghe thôi. Hồi mũi làm nhiều nó nhạt lắm. Anh Long mặt đẹp cười duyên. Em ơi em có giảm cân không? Em có chị nhớ. Ủa bắn 9 viên thì chịu rồi. Bịt mẹ bắn 9 viên thì ông hành hạ con nhà người ta chứ đéo phải là ông yêu con nhà người ta nữa. Kim Ngọc Linh chả nhớ luôn thì sao? Block luôn, bây giờ đứa nào cứ comment anh ơi em có thằng bạn này hay chị ơi em có thằng bạn này là block luôn. Đang buồn nghe chuyện nó cười cười mãi thôi. Cười mãi làm cái gì rồi lại phải khóc hả em? Em cười làm gì rồi em lại phải khóc? Không, bây giờ là không, bây giờ không ai tròn, không ai bắn 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 mắt cá đâu. Thật, bây giờ đứa nào cứ comment thế là chặn luôn, nói đéo nghe thì thôi, kể cả là quý. Quý thì phải biết tôn trọng nhau, người ta là đéo thích rồi, bây giờ một người bạn đã không thích rồi thì cứ đi, đi, anh Long ơi mà bố chúng mày anh Long ơi anh không không mãi bên nhau. Anh Long ơi anh có kỹ năng đặc biệt nào về lưỡi không ạ? Thực ra cái lưỡi của anh thì anh tát ít lắm, thật tâm sự thật luôn, anh tát ít lắm, không phải là ai yêu hay là ai anh cũng địt mẹ mày tát đâu, vì anh không 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 khéo. Chẳng qua là trên mạng anh cứ vỉa vỉa ở lưỡi anh trêu mọi người thôi, nhưng mà thực ra ở ngoài mà bảo anh tát là chịu, anh không biết, không biết tát thề luôn, điều mà mày là con chó luôn không biết tát, gọi là tát tát hai bên đấy, tát vành đấy, gọi là tát vành đấy, nhưng cái lưỡi mình mà như này mình tát vào vành là cũng ra gì đấy, nhưng mà chưa tìm được người gọi là yêu thật lòng để tát này. Đấy, được không? Lưu 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 dài luôn, lưỡi dài, lưỡi tôi dài đấy. Bịt mẹ mày gầy như thế, gầy như đánh đàn luôn, đánh đánh đàn yêu thương tưng 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 luôn. Nhưng mà chưa gặp được người thích, mình thích mấy cái này mình dành cho người mình thích cơ. Chứ không phải tắt linh tinh được, thì bạn phải tắt linh tinh, tắt nhưng quả này mà tắt vành thì bảo không không có ra lửa đi, đúng không? Hàng hàng ơi con gì nữa. Đúng không em? Bây giờ tắt nè. Đấy. Đấy tát như này em tát hai vành chả đi mẹ mày đập lửa lại ra lửa quá tát chéo hai bên để đột cái lửa lửa hiệu luôn
nửa xịn luôn, lại làm thêm hai 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 viên Lam Tinh Vương của ông anh này nữa thì địt mẹ bốc đầu luôn, bốc đầu luôn, vừa tát còn bốc đầu cho hiểu luôn con người luôn, đúng không? Anh chơi viên kim cương chưa, bao giờ chưa? Anh làm đéo có tiền mà mua kim cương. Không không, anh đéo gây thương nhớ đâu. Anh không thích gây thương nhớ. Anh chỉ gây thương nhớ bằng cái tính cách, bằng cái tình cảm anh thôi. Nói chung là bà nào mà ở gần mình là có tí quấn. Đấy. Vì mình nói chuyện khác với những người, những cái thằng đàn ông mà các bà đã từng gặp. Nó gần như là địt mẹ đồng nhất vô nhị rồi. Dị lắm. Ở bên anh kể cả con trai con gái vui lắm. Tiền thì anh đều có đâu, nhưng mà cái tiếng cười thì ở bên cạnh anh thì nó vui lắm. Đi mẹ kể cả bạn gái mà đang ngủ nhá, vạch đít đánh phát rắm mặt luôn, nhờn. Hiểu con người luôn. Vui thôi, chung ở bên anh vui lắm. Mỗi tội anh nghèo anh không có tiền thôi. Còn tình cảm, cả tiếng cười thì anh sản xuất ra được mà. Đây quả lưỡi như này để dành cho người mình yêu. Mai sau có người yêu thật, vợ thật, đi mẹ mày tát cho ra lửa luôn. Làm thêm hai viên Lam Tinh Vương này nữa thì thôi. Hẹn em kiếp sau, kiếp này vẫn là của nhau. Nhờ, đánh để hiểu luôn. Anh ấy kỷ mà. Anh Long ơi, cho em hỏi nhất thiết có phải mua màu xe hợp mệnh không anh? Nói chung là em nên mua cái màu xe là mà nó tương sinh ra em ấy. Ví dụ như em là mệnh thổ nhá, như anh là mệnh thổ nhá, thì cái tuổi mà tương sinh ra của anh ấy là mệnh hỏa. Có nghĩa là bạn nào mà sinh năm 94, 95 mà yêu anh hoặc là làm gì, hoặc là ở đấy kiểu yêu anh ấy, thì cái mệnh hỏa đấy sẽ hỗ trợ cho cái mệnh thổ của mình là tương sinh ra. Thì là cái ông mệnh thổ kia sẽ là nhiều việc tốt, làm được ra nhiều việc. Đấy kiểu kiểu thế. Mà làm các việc thì nó đều hanh thông. Đấy đại đại loại là thế. Anh thì anh lại hấp màu trắng thôi, nhưng mà xe của anh màu trắng nhưng nội thất anh lại màu đỏ. Đấy mẹ anh lại cho phong thủy đánh nhau luôn. Đấy hiểu luôn. Đấy không, cái con xe của anh đi nhá là màu trắng, nhưng nội thất nó lại là màu đỏ. Bố mới đứng bề ngoài thì nội trắng nó lại đang hại mình, nhưng mình vào bên trong là màu đỏ lại hỗ trợ mình. Đấy hiểu luôn, phong thủy chúng mình đánh nhau luôn. Anh đang ở thành phố nào vậy? Anh ở Hà Nội em. Ok Linh Trang nha, mãi bên nhau Linh Trang nha. Avatar vệ sinh nhờ, tí ad Facebook nhau phát nhờ. Ui phim view chỗ đồ xem nó hơi sốt ruột em ạ, nó như kiểu phim view ngục ấy. Mà anh xem anh toàn tua đây, đéo ngồi xem được. Mọi người muốn biết mọi người mệnh gì và hợp màu gì, mọi người Google sinh năm 2000, nam sinh năm 2000 hợp mệnh màu gì. Đấy, lúc đấy thì lúc ấy nó sẽ nói là hợp mệnh màu này, nó tương sinh ra màu này thì cứ thế dùng màu này thôi. Anh hợp đỏ đây, người anh đéo lại xăm đỏ. Mỗi tội giái lại hơi thâm vì mình là người châu Á, ai cũng hơi thâm. Đéo đỏ đi châu Âu được. Mà bây giờ mua thuốc về xoa mất công. Đố mọi người hỏi vì sao nhá, giải anh em mình không bao giờ phơi nắng, tại sao nó vẫn thâm, nó vẫn tối màu? Đéo mà trả lời được, nó vẫn biểu địt mạ mày. Ông nào mà trắng thì nhìn vẫn bị cháy cạnh nhờ, nhìn mấy quả vành, mấy quả bọng sun nó vẫn hơi bị cháy. Đéo hiểu sao, hay là ngồi nhiều, ngồi nhiều chứ chỉ ở đoạn mông thôi sao lại bị cháy cạnh nhỉ? Phi vụ triệu đô xem lag phải đài mạng nhờ, ông bị lag kìa ông ạ. Đấy, vừa nãy là mình quảng cáo thuốc Lam Tinh Vương này. Một người khỏe, hai người vui. Anh chị em hoặc là làm quà tặng, quà biếu hay là sinh nhật, hoặc là mua cho người yêu mình, cái chuyện này tế nhị mà. Cho nên là các bạn nếu mà mua thuốc thì các bạn Zalo gọi điện, hoặc là inbox Zalo cho cái anh mà mình đang ghim hàng ở dưới đây này, Zalo mua hàng này, 0988600603. Anh ấy tuyển ở cộng tác viên đấy nhá mọi người nhá. Mọi người mà muốn làm việc với anh ý thì inbox cho anh ý, đặt hàng cho anh ý, anh ý ship cho. Thuốc chén khỏe đấy. Vương Thanh Ngân vì người yêu anh cười vào đấy. Ủa xinh thế nhở? Tìm Facebook phát nhở? Xinh quá con ơi. Xinh quá. Đùa đâu không tìm đâu.
Bà Vương Thanh Ngân tí ADD Facebook nhau nhá, inbox để hát nhá. Tôi không tìm vào đâu. Bà đi tìm tôi thôi. Mặc xịp nhiều anh à, các bà kia lại mặc xịp gì cơ? À mặc xịp nhiều à? Mặc xịp nhiều mình che nắng rồi mà sao chim vẫn mình dài mình vẫn bị cháy cạnh nhỉ? 2K2 thì em đã đủ 18 tuổi đéo đâu mà em mua thuốc này. Cái thuốc này thì mọi người phải mua phải phải 18 tuổi mới mua chứ. À, khẩu trang của anh ở đây, khẩu trang đây, đẹp vậy lên. À, tôi vừa mua đấy, hàng là hàng Hồng Kông, hàng 11 thì phải, củ 2. Còn cái con này mới của nó mà hàng Authentic nó phải 6-7 triệu ấy. Tôi mới mua này của củ 2 thôi. Nhìn như như xịn luôn. À, đéo đú bẩn mà. Mọi người mua thì mua thôi. Cái gì kìa? Kim Kiều Xuyến My chuyên túi xách cao cấp. Hay quá nhỉ, cậu vào cậu quảng cáo Facebook mình luôn. Anh ơi, em 18 tuổi chưa biết chơi đồ thì là tốt hay xấu? Anh ơi, em đéo chơi thì em thiệt thôi. Chơi như lần trước livestream trước anh bảo rồi. Chơi là chơi để biết chứ chơi đừng để nghiện. Còn em chơi hay không đấy là chuyện của em, anh đéo khuyên. Mỗi con người người ta có một cái tư duy, một cái hành động, một cái suy nghĩ khác nhau, một cái quyền khác nhau. Ông chơi được thì ông phải, ông chơi được thì ông ấm thân ông đéo chơi được thì ông phải chịu thế thôi. Mà lúc ông lên đường thì ông phải chịu. Ủa rồi ông ơi, ông Nguyễn Xuân Tú ơi, lần đầu tiên cho em gửi tới anh và gia đình anh một lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Ông em đi mẹ mà nói chuyện như MC như kiểu là gia đình anh Long lên lên chiếc lón kỳ diệu để lĩnh phần thưởng nào ấy. Chất trọng. Chất trọng. Ờ, chất trọng, chất trọng. Chất trọng. Mua xăm vật giải đau lắm. Anh còn mỗi một đoạn bẹn rồi mà anh đã dám xăm bởi anh sợ lắm. Anh có đôi mắt cười nhìn duyên ghê. Úi dồi. Anh lại có thêm cái đôi mắt thứ ba nữa thì thôi em nhìn nó lại là tuyệt vời luôn. Cái đấy nó lại là siêu, gọi là gì nhỉ? Nó lại là siêu đẹp luôn. Mà cái con mắt thứ ba đấy của anh nhá, bình thường là nó rất bình thường nhưng mà khi mà nó gồng lên nhá, ui nhìn nó đúng kiểu địt mạm như con hổ mang bành luôn. Em nhìn con hổ mang khi mà nó hiền nhá, khi bành lên thì rồi. Đúng kiểu đầu rồng luôn đấy. Sợ luôn đấy. Cười đẹp mày đâu có người yêu. Cười đẹp làm gì đâu, cười đẹp cũng không có người yêu. Hơi béo à, béo lắm. Nếu không thì mặt hơi ngon đấy. Lát nhở. Mạng là cái vấn đề gì nhỉ? Sao 10.800 người xem nó cứ đứng hình ở đây nhỉ? 13.700. Ôi của anh bị lag này. Của anh nó cứ hiện lên là 18.000 thôi nhưng mà ở đây là 13.700 người rồi. Đây nhá. Mọi người lại nhắc lại lần nữa này, mấy con vợ này. Bạn nào sinh lý yếu, chén yếu, chưa đi chợ đã hết tiền thì mua Lan Tinh Vương, bìm hôi, bìm khắm, vô sinh, bìm khai, gặp anh ấy. Đấy, Zalo đây 0988600603. Mua đi, phập đi, để cho khỏe. Còn bạn nào mà tăng cân, giảm cân với cả chị mụn thì inbox cho Long nha. Chúng mình mãi ủng hộ nhau để xoay vòng nha. Mai sau các bạn bán cái gì thì mình có tiền mình cũng mua ủng hộ các bạn nha. Anh kêu tiếng bô 2543 đi, kêu cái để bố mày à.